Và để tiếp nối, Quốc Thái và Khánh Huyền xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin của chuyên mục Sống Khỏe. Thông thường trước ngày cưới thì các cô dâu thường lo lắng là không biết làm sao để giữ được cái nhan sắc của mình thật lộng lẫy ở trong ngày cưới của mình. Mặc dù là cái thời gian đó là cái thời gian rất bận rộn cho các cặp đôi, đúng không Thái? Và ngay sau đây thì chương trình sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn, đặc biệt là các cô dâu, năm mẹo để chúng ta có thể thật lộng lẫy và đẹp tươi ở trong ngày cưới của mình. Nói đến là cái sự hoàn hảo của cô dâu thì không phải chỉ nằm ở cái làn da đẹp được trang điểm kỹ hay là cái mái tóc được sấy như thế nào, mà cái vẻ đẹp ở đây cần thiết là phải nuôi dưỡng từ bên trong đẹp da đó Thái. Đúng rồi, và mẹo vặt thứ nhất là chúng ta phải có chế độ nghỉ ngơi, thư giãn thích hợp. Đó là trước khi ngày cưới khoảng một tháng thì cô dâu phải dành ra thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, hoặc là lên kế hoạch cưới sớm hơn để có thể phân chia công việc cho vị hôn phu nè và những người thân trong gia đình, để đến khi mà tiệc cưới sắp diễn ra thì không bị áp lực công việc cũng như là công việc dồn làm cho bị căng thẳng và làn da bị già cỗi đi, cũng như là không được tươi trẻ như hàng ngày, và lúc đó thì mụn dễ nổi lên lắm. Đúng rồi đó. Và tiếp theo thì chúng ta cũng phải quan tâm đến một điều, đó chính là chế độ ăn uống rất là quan trọng đó Thái à. Trước 2 tháng thì cô dâu phải quan tâm đặc biệt đến chế độ ăn uống của mình, tăng cường ăn rau xanh, trái cây và thịt nạc để làm sao cho chúng ta thật khỏe và vẻ đẹp càng rạng rỡ hơn. Và cũng chú trọng đến việc là tăng cân hay giảm cân, đừng tăng quá nhiều cũng như đừng giảm quá nhiều, để làm sao cho sức khỏe của chúng ta được ổn định. Và quan trọng hơn nữa là khi mà chúng ta thử áo cưới thì sẽ vừa trong đến ngày cưới, đúng không Thái? Một điều cũng là rất là nhỏ thôi nhưng mà cũng phải lưu ý đó. Và mẹo vặt thứ ba đó là chăm sóc răng, da và móng tóc. Ai cũng muốn là cô dâu trong tiệc cưới lúc nào cũng có nụ cười rạng rỡ cũng như là làn da khỏe mạnh. Cho nên một tuần trước khi cưới thì phải tham khảo những nơi, các biện pháp làm trắng răng nè, những liệu pháp để chăm sóc da cho thật hoàn hảo, tẩy lông cũng như là dưỡng tóc vân vân. Ngoài ra cần tăng cường ăn những loại trái cây thô như là táo hoặc là mía. Nên tăng cường dùng những sản phẩm dưỡng da và chăm sóc da giúp làn da thêm tự tin rạng ngời hơn trong ngày cưới. Và còn một điều nữa là trước khi ngày cưới 3 ngày thì cũng nên đến tiệm trang điểm cũng như là làm tóc để trang điểm thử, làm tóc thử để ngày cưới được hoàn hảo hơn. Thái có vẻ kinh nghiệm đấy ha. Và còn một điều nữa thì Huyền nghĩ là các cô dâu cũng nên lưu ý, đó chính là cái hương thơm của mình. Bởi vì không những chỉ đẹp đâu, mà khi các cô dâu đi đến đâu thì Huyền nghĩ hương thơm của cô tỏa ra cũng là một cái điều rất là tuyệt vời trong ngày cưới. Và muốn giữ được cái hương thơm ở trong ngày cưới của mình thì nên lưu ý quý vị và các bạn, đặc biệt là các cô dâu, nên lựa chọn cái mùi nào để nó phù hợp thực sự với bản thân mình. Đừng quá gắt cũng đừng quá nhẹ. Và quan trọng hơn nữa là để giữ được cái mùi hương lâu thì chúng ta phải kết hợp với lại sữa dưỡng thể hay là kem tắm cùng với nhãn hiệu để làm sao kết hợp cùng với cái mùi nước hoa của mình nó được đồng nhất và nó sẽ thơm lâu hơn. Và các chuyên gia cũng khuyên các cô dâu rằng là nên xịt nước hoa trước cái ngày lễ, trước cái buổi lễ của mình 30 cho đến 40 phút, và nên xịt vào các vùng đó chính là cổ tay, sau tai hay là ngực để hương thơm được giữ lâu hơn. Còn mẹo vặt cuối cùng đó là những món đồ không thể thiếu trong ví của cô dâu. Chúng ta có thể để những cái giấy thấm dầu để thấm nhờn trên gương mặt. Cái nữa là chúng ta phải có phấn bột để chúng ta có thể dặm lại gương mặt của chúng ta để lúc